Giới thiệu với các bạn nhé, đây là một trò chơi rất thú vị các bạn ạ. Các bạn đã từng chơi trò chơi bịt mắt bắt vịt bao giờ chưa? Hôm nay tôi có mặt ở đây và đã ghi lại cái cảnh trò chơi mà rất là vui các bạn ạ. Bình thường là ở bên ngoài các bạn đã từng xem cái trò chơi dân gian là bịt mắt bắt dê phải không ạ? Nhưng mà trong đơn vị của chúng tôi thì hiện tại là không có dê, cho nên là chúng tôi chuyển qua bắt vịt các bạn nhá. Vâng, trò chơi rất thú vị đúng không ạ? Và tiếp theo đây nữa sẽ là một trò chơi cũng rất vô cùng thú vị các bạn ạ. Trò chơi này có tên là lín thở thổi bóng các bạn nhá. Rất là hay, không phải lín thở bóp cò mà là lín thở thổi bóng nhá. Phải cần phải rất là khéo léo các bạn ạ. Thì có thể là thổi hết được quả bóng đi theo cái hàng dọc của những cái chiếc cốc xếp này. Trò chơi này có tên là trò chơi tay nhanh hơn lão các bạn nhá. Rất là hồi hộp và thú vị. Cố lên, cố lên. Chia kỳ cố lên. Để xếp tay còn nhanh hơn lão không các bạn nhá. Vâng, cuối cùng đã về đích rồi. Tay nhanh hơn lão là có thật đấy.